Lâm Viên xin kính chào mọi người. Hôm nay là mùng 6 Tết đó mọi người. Thì lâu rồi Lâm Viên không có cho ra clip nào. Hôm nay thì Lâm Viên đang đi bán gà nướng cơm lam. Thì hôm nay Lâm Viên sẽ giới thiệu cho mọi người cách làm gà nướng và cơm lam nhá. Tiện thế thì Lâm Viên quay bán luôn. Đây là con gà nướng. Phía trong gà nướng thì Long Duyên có cho lá tiêu rừng và sả ướp với cả sa tế mọi người nhá. Thì gà sau khi mình làm sạch thì mình sẽ bỏ lá tiêu rừng vào và bỏ lá tiêu rừng và sả vào trong cái ruột con gà ấy. Xong mình sẽ đem quay được một xíu thì mình sẽ quét sa tế phía bên ngoài con gà cho nó vàng thế này mọi người ơi. Còn đây là cơm lam thì được làm từ gạo nếp nhá mọi người. Thì ống nứa thì sau khi mình chặt ở rừng về thì mình xúc cho sạch đi, xong rồi mình ngâm nếp khoảng 10 tiếng cho nó mềm, thì sau đó mình cho nếp vào trong này. Thì mình muốn ngon hơn nữa thì mình có thể là mình có thể cho nước cốt dừa vào trong trong cái ống nứa này cho nó thơm nha mọi người á. Đó. Đấy thì ai đi lên Măng Đen thì nhớ ghé ủng hộ Long Duyên nhá. Nướng chưa anh? Cho nó nướng chưa? Nướng ba con trước. Đây là cái chỗ mình Long Duyên bán gà nướng này mọi người này, ở bên cạnh Bạch Dương Coffee nhá. Phía bên kia là Bạch Dương Coffee. Đây là toàn bộ phía ngoài của tiệm gà nướng. Đấy. Bên này là Bạch Dương Coffee. Măng Đen hôm nay thì chuyển mưa mọi người ạ. Trời mưa lất phất, thời tiết hơi lạnh. Mọi người đi chơi đi ấy thì nhớ ghé ăn gà nướng cho Long Duyên nhá. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người nhé.